Chào mừng quý vị và các bạn đến với phần chém gió tổng hợp video chiến sự của ngày thứ hai, ngày 3 tháng 6, ngày thứ 831 của cuộc chiến Ukraine. Và một tuần vui vẻ, mạnh khỏe, tươi trẻ, tràn trề năng lượng đối với lệ các quý vị trong những ngày hè nóng bức vâng thời tiết thì nó nóng như là lửa đốt còn trên chiến trường của chúng ta thì nó nóng như là lò bát quái và chúng ta hãy bắt đầu một tuần mới xem nào những thông tin gì thú vị trong ngày hôm nay Vâng, hãy đến bằng một video này từ rất lâu chúng ta đã không thấy đúng không ạ sau khi phía nga tấn công vào trận địa pháo kích ồ ạt ở phía bên dưới thì họ đã tấn công trên ngọn đồi bằng cái gọi à, là đạn nhiệt nhôm nhiệt ma nhẹ và nhiệt gì đó. Đây là nơi có rất nhiều công sự chiến hào Ukraine. Đạn nhiệt này sẽ khiến cho binh lính họ sẽ không chịu nổi cái nhiệt và họ sẽ phải chui ra và khỏi chiến hào công sự. Và một cái chiến thuật có thể nói ra là rất thú vị sử dụng pháo phản lực rồi đạn nhiệt của phía nga. Trận điện này thì tôi không nắm được cái tọa độ của nó, nhưng mà có khả năng nó ở phía bắc của xa Sopja, lối liền cái con kênh dẫn lên vùng hướng về con Tintinipka. Chúng ta có thể thấy những cái bờ cao này, đấy, nó chạy lên có nghĩa rằng nó chạy về cái hướng dòng kênh đấy, ở cái khu vực gọi là phía phía xa xa, thượng nguồn, đúng không ạ? Một cái video rất hay để bắt đầu chương trình của chúng ta, đó là video mà người ta gọi là Vâng, xem lại nhiều quý vị bảo là muốn xem những video kiểu nhiệt nhôm này, à, xem lại đạn sao băng. Để mà đáp ứng những lời ước của gọi là quân đội hai bên. Đã thực hiện những điều ước trong ngày mùng 1 tháng 6 bằng cách cầu chúc cho những ngôi sao băng rơi xuống, thật là đẹp mắt và họ đã được toại nguyện. Vâng, một video rất thú vị của lực lượng không quân Su 25 của phía Nga xuất kích ở hướng Vostok và vâng, hình ảnh do Bộ Quốc phòng nga tài trợ cho nên chúng ta sẽ cần tua một chút. úi giờ. Con uh, video, con 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 máy bay uh, cường kích mặt đất đồng nát này mà nó đóng góp nhiều chiến tích cho phía trong chiến thắng của phía nga phết đấy quý vị. Ukraine cũng có đấy. Nhưng mà tôi thấy dường như là cái con máy bay này ấy, nó không khác gì cái pháo D-20-30 đồng nát của Nga. Có nghĩa rằng là cứ cháy con này thì con kia nó hoạt động. Úi dồi ơi lượn kìa. Ôi đánh vọng. Không hiểu là Nga đã sản xuất, Liên Xô đã sản xuất bao nhiêu cái con Su-25 này. bây giờ Về lĩnh huân trường. Một cảnh uh, hỏa lực kết hợp giữa đạn nhiệt và phá phản lực cũng dạng đồng lát Grad BM21. Và nhìn con đường này chúng ta dễ dàng nhận ra nó là hướng Uleda đúng không ạ? Thị trấn Uzoyaer. Rất hoành tráng. Nếu Nga tiếp tục sản xuất nhiều phá phản lực và đạn nhiệt nhôm rồi là các cái loại uh, và cái loại gì nhỉ có lại hỏa thuần đấy đúng không ạ bão mặt trời đấy thì tôi tin chắc rằng là cuộc chiến này càng kéo dài càng rất khó để cho ukraine có thể lật kèo nó chỉ khó nhau ở những cái chỗ mà nó nó đại loại như là nó nhạy cảm một tí xung kích xung kiếp vào nó khó khăn đánh chiếm chiến địa lúc vào thôi chứ còn nói thật ra nếu mà mình nhìn từ trên cao mà khế cạnh chiến thuật đấy quý vị thì tất nhiên mình không đi quá chi tiết và tổn thất một vài xe một vài người đúng không ạ thì chúng ta thấy chiến cuộc nó có thể nói nó rất là chênh chênh lệch à, một cảnh rất là hoang vu một trong những cái biểu tượng của sự <laughs> sự tiến hóa vũ khí biến thái của nga đó là sau khi các anh đã làm cho tăng rùa đầu tiên là tăng có lồng gà rồi đến tăng rùa gần đây thì uh, xe máy của nga min khù khờ lao vào trận địa ukraine thì lại gặp luôn cả uav tấn công nữa a à, không bị đúng rồi uav tấn công và là à, súng máy tấn công cho nên là lần này thì à, họ đã làm luôn cả lồng gà à, và gọi là cả cái lồng để che cho người lính à, lái xe mô tô À, người ta nói đây rằng là ở phía Nga Còn chúng ta cũng không biết được nó là, là phía nào Nhưng đại khái một cái video rất thú vị ở trên uh, mạng Còn quay ngược trở lại với Trung Quốc này là quý vị này Đấy Đội quân robot của nó này Ôi rồi ôi Ông thì lồng gà lồng vịt Đấy, ở chiến trường Mỹ, uh, Ukraine, Mỹ, miếc châu Âu đánh nhau kiểu gì nhưng mà cứ nhìn Trung Quốc nó đánh nhau thế này thì Tất nhiên là hình ảnh cũng mang tính chất là Hollywood thôi nhưng mà cũng ghê gớm đấy quý vị nhận ạ. Nga cũng có cái loại này rồi nhưng mà chưa đưa vào chiến trường. Hôm nọ cũng đưa vào nhưng mà nó con chó nó mang theo súng AK ở trên đầu chứ nó không phun lửa phun liếc kinh như con này. Con này là nó có thiết bị quang học nó khôn hơn, nó đấy quý vị gì thấy nhìn nó, nó di chuyển rất khôn. Nó không bị vẹo. Úi giời, nhảy kìa. Đúng rồi. Trung Quốc dã man thật nhỉ. Yeah. Phải nói là kênh Trung Quốc này. Pháo Nga hủy diệt một cũng Bradley. Vâng, một chiếc Bradley đang chạy và khá là thư giãn như là đi phượt, nhưng mà cuối cùng phượt thủ đã không mang theo bằng uh, không đội mũ bảo hiểm và đã gặp công an phường và các anh đã được lên phường. Uống nước và ăn cơm nhà nước miễn phí. Một khẩu pháo quý vị, đây là một khẩu pháo chúng ta lần đầu tiên thấy. Đây là khẩu pháo mà trước đây thì gọi là khẩu pháo Manta, à, Manva uh, của phía Nga đã được trình diện một thời gian nhưng mà bây giờ thì chúng ta đã thấy là nó đã có mặt ở trên chiến trường ở khu vực khắc cốt. Vâng trông nó rất là khó hiểu đúng không ạ? Khá là cồng cành. Không biết là nó làm ăn như thế nào nhưng mà có vẻ là nó mang theo các cái cái hòm đạn hay sao đấy. cho nên cái chỗ hòm đạn này tôi thấy nó hơi cồng cành. Hai cái ụ hai bên này thì nó là một cái cơ chế của hộp pháo rồi, còn cái đám ở giữa này không hiểu tại sao trông nó nhìn nó hơi rối mắt đúng không ạ? Hôm qua thì buổi chiều Nga có một vụ tấn công tên lửa Iskander về hướng Odessa. Đấy quý vị xem này. Bây giờ thì người dân người ta không có dám uh, quay phim chụp ảnh uh, đầy màn hình nữa. Chắc chắn là sẽ bị uh, lần ra ngay cho nên người ta chỉ dám đưa lên hình ảnh trên bầu trời thôi. Còn phía Nga thì uh, đây cũng là những cái uh, được cho là một cái nhà kho ở vùng Belgroth bị pháo phản lực Hima của uh, uh, Ukraine phá hủy. Bây giờ chúng ta sẽ biết vào các trận đấu ở trong các chiến trường. Hãy bắt đầu bằng khu vực uh, Bắc Mút. Và nơi này là nơi rất nhiều những trận đấu ác liệt trong thời gian vừa qua. Chúng tôi đã trình bày cùng quý vị về uh, những cái vụ phản công siêu to khổng lồ của Ukraine ở vùng Vô Chan rồi đúng không ạ? Bên cánh phải của uh, khắc Cốp đấy. Hôm nay thì khắc Cốp nó có một cái hướng tấn công trẻ khe ở dưới của phía Nga, nó hơi nó tuy nó nhỏ nhưng mà họ đã đánh chiếm được một vài những vị trí, có thể nói một mũi tấn công nhỏ nhưng mà có khả năng là có võ, Ukraine phải hết sức đề phòng. Hướng đấy mà nó trẻ toạc một phát là thôi hai chiến địa là gọi là gần nhà sang ngõ luôn. Vâng, chiến trường này hai bên đánh nhau nhưng mà tôi để ý rằng nhà thờ không bao giờ phía nga tấn công vào nhà thờ. Chiến trường Adipka nhà thờ còn nguyên. Marinka nát bét nhưng mà nhà thờ còn. Và bây giờ Vô chan cũng gần nát rồi, nhà thờ vẫn còn. Cái uh, quận này thì nó to, cho nên là chắc là phải đánh nhau rất lâu được quý vị ạ. Dự là phản công nó phải diễn ra đến hàng tôi đoán nó chắc nó cũng phải từ tháng đến 2 3 tháng ấy chứ không phải là ít đâu. Rồi sau đấy thì bên có một bên thua đúng không ạ thì mới bắt đầu có thể uh, nhích tiếp được. À, thử xem một lan xét của nga lại tiếp tục tấn công vào uh, xe tăng cũng ở khu vực kharkov tháng 5 là một tháng kỷ lục uh, lan xét xuất kích và um, phá hủy mục tiêu chỉ tính theo video thôi video ghi nhận được thôi còn thực tế thì một phần lớn chúng ta biết là cũng không có video. Kỷ lục luôn. Và chúng ta đoán rằng là cái tháng 6 này là một cái tháng mà nó rất là là, là sôi động. Đúng không ạ? Có khả năng là tháng 6 sẽ còn phá kỷ lục của tháng 5 nữa. Lần này là chúng ta thấy những trận địa pháo TOS-2, hỏa thần 2 đây, tấn công ở Vô Trang. Đấy, nổ 3 phát liên tiếp, 4 phát rồi những cái hình ảnh nó cứ giống giống nhau đúng không quý vị? Nó không biết là mình đã xem chưa nữa. Nhưng mà những cái này thông thường là rất mới quý vị. Chỉ trừ có ông nào mà ông ấy lấy cái cũ ông đưa vào thôi. Đấy, liên tiếp luôn. Hàng chục vụ nổ tại một chỗ. Bắn hơi kém đúng không ạ? Phá phản lực thì hỏa thần thì phải bắn lan ra nó mới tạo được các cái hiệu ứng xung kích và lan trên diện rộng còn bắn tập trung thì nó hơi hơi phí đấy chúng ta nhìn cảnh tượng ở khu vực vô tràn đấy và đây là hình ảnh UAV của Nga cũng hủy diệt các phương tiện quân sự của uh, Nga của Ukraine hủy diệt Nga đấy là theo thông tin từ phía Ukraine và cũng rất là ghê gớm đúng không ạ lâu lắm thì tôi mới thấy một cái hình ảnh của video của phía Okna hủy diệt hàng loạt đây là một cái dạng video tổng hợp đấy quý vị đấy. diễn ra từ nhiều ngày rồi một chiếc bọc thép uh, striker striker đang uh, tiến quân tiến qua cầu thì uh, đúng gặp một quả không biết là nó là quả pháo hay là quả UAV nhưng mà chúng ta thấy nổ ngay tại chỗ. Nhìn những cái quả pháo uh, nổ xung quanh đúng không ạ? Thì rất có khả năng đây là một cái uh, quả đạn pháo. À đạn cối, cái lỗ nhỏ như này thì là khả năng đạn cối mà nó bắn một phát đúng cái con xe luôn, đúng không ạ? Cũng là hướng khắc cốp không quân Nga, 4 chiếc SU 1 2 3 4 25. Vâng. Chúng tôi chỉ thấy trên đường phố các tỉnh thành lớn ở Việt Nam thì mới có shipper mà đi đông như thế này thôi. Mà trên bầu trời thì phía Nga đã mang rất nhiều quà tặng. Vâng, các tiếng nổ đã phát lên ở các cột khói ở phía xa xa rồi. những người lính uh, ukraine được lính nga uh, hát cho hát quốc ca liên xô vâng để giúp họ nhớ về nguồn gốc của một thế hệ vâng những uh, ký ức của một thế hệ và nguồn gốc và nguồn gốc của những người anh em slaver tuy nhiên chúng ta không có gọi là nghe thấy tiếng đúng không ạ hình như cái này chúng ta vừa mới xem rồi đúng không quý vị cũng là hướng vô chan nhà thờ hướng vô chan và rất có khả năng thì cùng một video lại một khẩu pháo nữa đã bị phá hủy cũng ở hướng khắc cốp những ngày gần đây thì những đoàn tàu của hai bên đang hối hả diễn ra chiến trường những chiếc xe bọc thép của đức của mỹ ba lan và xe tăng đang tiến tới biên giới ukraine còn ở phía khắc cốp chúng ta cũng nhìn thấy những đoàn xe bất tận của phía nga tiến ra chiến dịch quân sự đặc biệt ở hướng khắc cốp một đoàn tàu rất dài. Ngày nào thì cũng có những cái đoàn tàu như thế này. Cho thấy cái 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 lực sản xuất quốc phòng của phía Nga nó quá khủng khiếp đúng không quý vị. Đấy, xe cộ và chắc là có cả hậu cần kèm theo nữa. Một uh, xe bọc thép của ukraine bị phá hủy. Hình ảnh của những binh sĩ UAV của phía Nga ở hướng Kharkov. cốp. Vâng, trông rất nhiều. Anh khoe đấy đã ở trong cái một cái khu vực mà nó được bọc cái cái tấm cách nhiệt đấy. Vâng, những người lính UAV khá nhàn nhã, trừ khi là bị kẻ địch phát hiện ra hang ổ thôi, chứ không thì nhìn chung là khá an toàn. Một uh, tổ lái UAV thì thường khoảng có 4 người. Đang, chúng ta sẽ di chuyển sang các chiến trường khác để tham khảo xem. Sivak-Kupian Bắt đầu là có dấu hiệu uh, gọi là xoay tròn rồi. Sư đoàn uh, số 47 của phía Nga ở hướng Kupian. hủy diệt một xe bọc thép M113 của Mỹ. Lữ đoàn số 69 phá hủy một ụ súng máy của Ukraine ở hướng Kupian. báo phản lực phóng vào trung tâm và, và các vùng đô thị ở uh, vùng vùng ven của uh, ngoại ô Stanislawikka ở khu vực này nơi đang diễn ra rất nhiều trận đánh ác liệt phía Ukraine phòng thủ uh, hết sức là dữ dội vâng. trong các mặt trận thì uh, chúng ta thấy mặt trận ở đây nó đã tĩnh tại khá lâu mặt trận nó rộng dài À, nhìn chung ấy thì uh, cái khả năng mà nga có thể tạo được đột phá ngay lần tấn công đầu tiên là nó rất khó nhưng mà tôi đoán rằng là uh, giao tranh diễn ra khoảng độ vài tuần đúng không ạ kết hợp với những sự kiện ở vùng khắc cốp nữa sẽ uh, dẫn tới những cái sự định đoạt chiến địa của hai bên lính dù nga ở hướng chashuza à, giao tranh rất khốc liệt Phía Ukraine thì nói rằng là những hình ảnh là những hình ảnh được dàn dựng. Nhìn chung thì cũng như là nhiều quý vị, có một số quý vị không nhiều nhưng mà cũng thỉnh thoảng rằng là hay nói chúng tôi rằng là bịa ra những thông tin. Nhưng mà nói thật ra là tôi tự hỏi bản thân mình, thì đầu tiên mình nhìn thấy cái mục đích đó, đúng không ạ? Mục đích của mình bịa ra nó để làm gì nữa? Và thứ hai nó rất là mệt. Quý vị cứ đẩy ý xem, mình mà đi nói dối ấy, thì sau này nó khổ lắm. Mình cứ phải nhớ chi tiết của cái nói dối, đúng không ạ? Thế nên là mình cũng chả phải là gọi là thánh thiện, nhưng mà nói thật nó đỡ phải nghĩ vậy ạ. Nó già rồi, chúng ta thấy là nếu mà cứ phải nghĩ nó mệt cực luôn đấy. Ý tôi nói rằng là Ukraine hay nói Nga dàn dựng, mà tôi cũng không thấy là cái lý do phải giàn dựng để làm gì, à, đúng không ạ? đúng là cái lúc mà nó gọi là bí bách thì phải giàn dựng nhưng mà rõ ràng nó không phải là cái thế trận của phía nga bây giờ FAB tấn công ở vùng Torres đây vùng Torres của chúng ta là vùng New York nó kẹp giữa Bắc Mút với lại Adipka này Đấy. và một trận địa nữa ở khu vực Sivak một nơi mà những ngày gần đây nhận rất nhiều bom ODAP tức là bom chân không tôi không biết đây có phải là bom không có khả năng là không đây là một cái khẩu pháo tự hành nó phát nổ thôi cho nên là người ta sẽ không sử dụng bom ODAP nó hơi lãng phí và một vụ đấu pháo một vụ đấu pháo ở trung tâm Sivach thế mà làm thế nào mà đã bị phía Nga phá hủy một khẩu pháo tự hành rất là lãng nhách Civic sẽ trở thành một trong những chiến trường rất quan trọng với cả hai bên, đúng không ạ? Đây chúng ta nhìn này. Và sẽ trở thành một cái uh, có thể nói là một cái ám ảnh đối với Ukraine. Thế trận này mặc dù là các đường tiến đến thì nó địa hiện, hình nó gồ ghề, đồi núi sông ngòi nhưng mà nó lại bao vây, nó ở thế bao vây rồi cho nên là mà đây là thế cửa ngõ đi vào vùng Slov slovian kramatos cửa phía trên bẻ lái lên trên mà không phải là bẻ lái đi thẳng lên thì nó là Izium kharkov liman cho nên là bắt buộc ukraine phải giữ bằng mọi giá và chúng ta sẽ thấy uh, giao chiến ở đấy những thời gian sắp tới sẽ rất dữ dội đây là hình ảnh uh, cha Tôi không biết rằng đây là nó ở bên uh, phía Nga hay là bên phía Ukraine ở cách xa ở bờ sông, bờ kênh ấy. Vâng, với cánh rừng như kia khả năng là phía bên kia rồi. Tức là bên mà Nga ở bên kia bờ sông. Nga chỉ có tấn công bằng bom đạn thôi. Chưa có giao tranh. Vâng, việc nhẹ lương cao đây. UAV ở hướng đô nhát. Một khẩu pháo rồi. Lại còn có con nữa đến đây này. Đấy, nó thấy nổ rồi thì nó ghé đi, nó đi chỗ khác. Ukraine đang sử dụng các hệ thống công binh để đào các chiến sự của họ ở vùng Adipka. Thiết bị công binh đào xong đã đi vào rừng và một chiếc UAV đã phát hiện ra một khẩu pháo tự hành Krab của Ba Lan đã bị tấn công bởi một quả tên lửa quý vị ạ. rất có khả năng đây là quả tên lửa tên lửa gì nhỉ tên lửa là top topedo to vàng tornado tornado s một cái quả tên lửa mà dựa trên các khung gầm uh, của phá phản lực của nga đấy cũng là một cái dòng mà bắn rất xa, hỏa lực rất mạnh. một chiếc xe tăng của phía ukraine bị uh, tiêu diệt ở hướng chasipcha Hôm nay thì uh, phía Nga đã chính thức, uh, hai bên đã chính thức xác nhận về việc Nga đã vượt qua bờ sông. Vượt qua bờ sông ở hướng Bắc rồi. Về phía bên này bờ sông rồi. Không những bên này bờ sông mà tôi cảm giác rằng họ còn uh, chiếm một vài lan sang hai bên nữa. Một cái uh, diễn biến rất nguy hiểm cho Ukraine. Nếu mà phía bên dưới mà Nga vẫn giữ được cái vùng dưới bề sông nữa thì có thể nói rằng là cha đã bị bảo vệ đúng không ạ rất là nguy kịch như vậy là cái cái khắc cốp đấy phải nói rằng là là dã man đúng không ạ chiến dịch khắc cốp đúng là trước chiến dịch diễn ra thì rất nhiều người bên phía ukraine và bây giờ diễn ra rồi thì họ vẫn vẫn cho rằng là nga thất bại và nhầm lẫn. thế nhưng mà tôi đánh giá là chiến dịch đấy nó rất ác ôn. đấy. bây giờ chúng ta thấy rất nhiều chiến trường nó đã thất thủ luôn. từ nam chí bắc. mà tôi vẫn chưa nghĩ rằng là nga đã đã tung hết uh, những cái lá bài của mình ở các chiến trường đâu. đang hình ảnh chúng ta đang xem ở vùng uh, donetsk nơi mà ukraine đang uh, trú ẩn giữa các chiến hào, giờ bị uav săn lùng. FAB đã phá hủy một chiếc đập ở các khu vực uh, sông ngòi, nhi nhằng vùng Adipka. Bom FAB ném ở khu vực hậu phương của Uzayir, tức là cái uh, cái, cái tuyến bây giờ nó đang diễn ra rất nhiều cái sự xôm tụ đấy quý vị à, mà sắp sắp tới nó còn đánh nhau to nữa bây giờ thì nga đang đánh bom vào đây vào đây này đấy vào đây vào đây và vào đây ba cái thị trấn đằng sau này à, starozev à, bladantene và makarivka hai thị trấn này thì coi như là xong rồi và tổ uh, skip sát thủ súng chống tăng hủy diệt uh, hệ thống vũ khí trang thiết bị ở hướng uleda hình ảnh có thể nói rằng là thời tiết các thứ rất đẹp đúng không ạ làm tôi nhớ tới thời thơ ấu quý vị ạ? hồi thơ ấu nó toàn những cái hình ảnh gió thổi trên các cái cây, cây lau cây sậy và nhiều lúc uh, Uh, rồi là toàn ăn nằm ở những cái nơi như vậy tỉnh dậy giữa bầu trời bao la gió thổi lồng lộng thế mà bây giờ ukraine thì nó trở thành một cái chiến trường và một cuộc chiến chết tiệt đang diễn ra lại là hình ảnh các vi các cái khẩu pháo của Ukraine à, bị đấu pháo với Nga và bị bốc cháy của lữ đoàn 200 pháo binh phía Nga. và hãy xem là đây là hình ảnh gì đây vẫn là khu vực Oleda. rất nhiều những vụ nổ và cả bên trái lẫn bên phải quá khủng khiếp trận địa ở hướng uh, Uzozeer. ngày nào cũng rất nhiều bom đạn đúng không ạ và chúng ta dần dần đi tới những cái chiến trường cuối cùng để kết thúc uh, phần giao lưu video chém gió của chúng tôi ngày hôm nay hãy đi xem một cái xe tăng uh, xe bọc thép của nga bmp Vâng, đã trúng phải quả mìn rất to kíp lái đã lố nhố bò ra rồi các anh có nhảy được không một hai ba bốn 4. bốn 4 người vẫn còn sống à, cái khả năng um, chống sát thương từ mìn thời gian gần đây của các xe của phía nga khá tốt xe thì nổ ngay không có cách gì đỡ được nhưng mà trước đây thì thường là cả xe lẫn người đều đi nhưng bây giờ thì hiếm khi quả mìn nào mà khiến cho xe nó nổ tan xác gần à, đây thì nga đã không biết là che chắn gầm của họ bằng một cái uh, loại giáp gì UAV của Nga tấn công và máy đào công sự ở hướng Zaporizhia. Bây giờ thì Ukraine đang tích cực đào công sự ở đằng sau để phòng chống phía Nga tấn công. Chúng ta cũng biết rằng là trong những ngày gần đây thì Nga đã có những hoạt động tấn công đúng không ạ ở các cái hướng hai bên. Và một hình ảnh có thể nói rằng một cái chết đến từ từ người quay video có thể nói rất ác một vụ nổ nhẹ nhàng nhưng mà vâng một người lính đã nhảy xuống hai người không sao chỉ có cái xe thì thực sự là đã bảy vẹo rồi hình ảnh các binh sĩ nga sử dụng uav để thuyết phục đầu hàng đồng thời là giám sát việc binh lính ukraine đầu hàng và một vài hình ảnh khác trong ngày xe bọc thép hong vi đã gần như mất một nửa thân hình và anh này rất là chơi trọi hình ảnh các nữ binh ukraine một cô gái đang khoe rằng là họ không còn giàu nhớt nữa để đổ vào súng chống tăng như vậy nữ binh ukraine đã hoạt động ở những cái nhiệm vụ mang tính chất tình nguyện xe bọc thép brt btr 82 a Bây giờ hình ảnh của những lồng gà, lồng vịt là không hiếm nữa rồi. Rất đẹp. Đây là hình ảnh của lữ đoàn số 244 và một trong lữ đoàn quân hỗn hợp của phía Nga. Video về mô hình pháo M777 chất lượng cao của Ukraine. À, trông cũng giống như thật đúng không ạ? nhưng mà tôi nghĩ rằng hai bên họ không mắc lừa đâu bởi vì thông thường ấy mà thì hầu hết những cái trang thiết bị này nó đều uh, bị phát hiện ra vì sao thứ nhất là nó di chuyển thứ hai là nó khai hỏa Đấy, đặc biệt là nó khai hỏa di chuyển thì nó lộ ngay khai hỏa cũng lộ ngay cho à, so nên là tự nhiên mà người ta đến để người ta đánh vào một cái này thì mình phải hiểu bây giờ ấy là hai bên đều có những cái trò như nhau cho so nên là hiếm khi họ đánh đó, chỉ trừ khi nào mà nó khai hỏa như tôi vừa nói quý vị và thứ hai nữa là nó di chuyển đúng không ạ? Và một uh, sân bay chiến thuật ở sát ở ngay hậu tuyến của phía Nga, những quả bom uh, gọi là FAB. Đây là quả bom FAB 500, quả bom FAB 1500. Vâng, đang chờ lệnh xuất kích. hình ảnh của bộ quốc phòng Nga liên quan tới binh lính của mình ở lực lượng pháo binh. Các chiến binh của lực lượng xung kích phía Nga. Đây là những người tù binh trong lực lượng quân Storm Z, có nghĩa rằng là Cơn bão Z. Những người này được cho là sẽ có thể kết thúc cái nhiệm kỳ của mình ở câu lạc bộ Juventus nếu như họ hoàn thành uh, hợp đồng mấy tháng với Bộ Quốc phòng Nga. Storm Z là một lực lượng có thể nói là cũng uh, tạo ra khá nhiều những chiến tích quan trọng ở trên chiến trường thời gian vừa qua vâng video đã dài chúng ta sẽ kết thúc với uh, hình ảnh của một nhân vật khá quen thuộc mà chúng ta thường yên tưởng tới bá tước macaro đi xe đi, ông Matthew miller phát ngôn của uh, bộ uh, ngoại giao tuy nhiên hôm nay thì uh, những người dân uh, những người phóng viên đã hỏi ông một câu rất khó trả lời là hôm nay thì ngài đã giết bao nhiêu uh, trẻ em ở khu vực Trung Đông. Và một câu hỏi có thể nói rằng là đi vào gọi là quân chúng đúng không ạ? Đây là khu vực uh, chiến hào của những người lính Nga. Vâng, có tiệm cắt tóc đàng hoàng. <laughs> ok, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình bỏng ngô xem video chiến sự sau chúc quý vị một ngày đầu tuần vui vẻ mạnh khỏe tươi trẻ